Chào hết thảy anh chị em. Hôm nay Tuấn vô tình vô một cái app rất là quen thuộc, app thường dùng mỗi ngày với Tuấn, nhưng mà đây là một cái tính năng mà hôm nay Tuấn mới vô thì khám phá ra một điều đó, đó là cơ hội để mà mình thực hành lời của Chúa. Đó là Chúa Giêsu đã dạy mình rằng là hãy yêu người lân cận như mình. Và cái câu chuyện đó là câu chuyện người Samari nhân lành. Thì hết thảy anh chị em đều biết câu chuyện người Samari nhân lành. Thì mình đầu tiên mình phải xác định được đâu là ai là người lân cận, ai là người cần mình giúp đỡ, đúng không? Ai là người có lân cận bên mình. Thì đây là một cái tính năng rất là, tôi nghĩ rất là ích lợi. Đó là trên phần mềm Zalo. Thì như Zalo mỗi người đều có. Thì trên cái ứng dụng Zalo đây, trong cái phần nhật ký thì mọi người anh chị em đều thấy là cùng nhau vượt qua bệnh dịch, bạn cần giúp đỡ khẩn cấp hoặc muốn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thì bấm vô tham gia ngay và bấm vô xem, nếu anh chị em là người cần giúp đỡ thì bấm vô cái phần ở trên để mà nêu cái nhu cầu của mình. Còn nếu anh chị em là những người mà có thể giúp đỡ những người xung quanh thì đây, hãy xem người cần giúp đỡ quanh tôi. Đó. Thì nó sẽ hiện lên những đốm cam như thế này thì mình bấm vô. Đó. Họ những người này đang cần giúp đỡ lương thực. Và giống như những người như vậy thì mình bấm vô và mình xem cái nhu cầu và của họ và mình có thể giúp đỡ được thì mình bấm vô là muốn giúp đỡ và nhắn tin cho họ. Bởi vì mình thấy rằng rất là nhiều người họ đang cần sự giúp đỡ. Họ đang cần, rất là cần sự giúp đỡ của những người người khác. Và chúng ta là Chúa kêu gọi, chúng ta yêu thương những người lân cận như mình thì mình hãy giúp đỡ những người xung quanh mình trong khả năng của mình. Thì giống như là cái người, những người nào mình có đã giúp đỡ rồi, nó sẽ xuất hiện màu xanh lá như thế này. Đó. Và mình giống như là một người nào đó, mình chỉ cần bấm vô đó mình thấy nhu cầu này này, mình nhắn tin thì cái người này Tuấn đã bấm vô là muốn giúp đỡ rồi, nên nó để xác nhận đã giúp, cái chỉ cần khi mình giúp rồi thì mình bấm vô xác nhận đã giúp đỡ thì nó sẽ chuyển qua màu xanh. Đó. Thì đây là cái người mà Tuấn đang giúp đỡ, Tuấn hỏi thông tin, ngày mai Tuấn sẽ đem chuyển thực phẩm tới. Thì em chia sẻ đó là em này gia đình có 3 người, hiện thất nghiệp đã 3 tháng và phải thanh toán phòng trọ và các khoản phí ngân hàng, tình hình là càng lâu ngân hàng mà tình hình càng lâu nhà em vẫn chưa ai đi làm lại được. Thì hiện tại em đang ở với mẹ 51 tuổi và anh. Anh thì đi làm được 2 tháng rồi nghỉ luôn tới giờ. Em này thì 18 tuổi, đã nghỉ học. Thì em đang cần để mà giúp đỡ về lương thực. Thì Tuấn đã trao đổi để ngày mai có thể đến để mà giúp đỡ, để mà đem nhu yếu phẩm tới. Và mình có thể mình bấm vô danh sách người tôi đang giúp đỡ để mình biết đó, ai mình chưa giúp đỡ thì mình nhắn tin mà hỏi thăm mình có thể giúp, hoặc là mình giúp xong là mình có thể bấm xác nhận đã giúp thì nó sẽ qua bên này. Và Tuấn nghĩ rằng bởi vì Tuấn ở một khu phòng trọ nó rất là gọi là rất là khang trang và rất là tốt, ở kế bên khu phòng trọ rất là tốt, và đa phần những người ở khu này là đều khá giả, nên
Nhà Tuấn thì cũng có mở một cái gian hàng không đồng và giúp đỡ cho những anh em xung quanh đây, mà những người họ lấy thì họ cũng lấy vừa đủ ăn một bữa hai bữa, và Tuấn nghĩ rằng nhà họ không quá ngặt nghèo. Nhưng ngày hôm nay Tuấn lên cái app này và Tuấn phát hiện ra là kế bên nhà mình luôn có một người họ phải đăng lên trên mạng để mà họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Bởi vì ai mà đăng lên trên này á, là sẽ đăng lên tường nhà của họ, thì đồng nghĩa với việc đó là mình đang cho mọi người biết rằng mình đang khó khăn, và nó sẽ xuất hiện lên trên trang Zalo của mình. Và dễ lắm, rất là nhiều người họ ngại khi mà đăng lên mạng xã hội như thế này, nhưng mà để mà họ bỏ qua điều đó có nghĩa là họ rất vào một cơn rất là ngặt nghèo. Nên đây là cái cơ hội để mà mình có thể sống với lời của Chúa, đó là mình trở thành những người Samari nhân lành ở khu vực mình sống, để mình có thể giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của mình có mà Chúa cho. Tin chắc là mình càng ban ra thì Chúa sẽ ban cho càng hơn nữa, để rồi Chúa cho mình dư dật để làm mọi việc lành. Nguyện Chúa ban phước lại cho hết thảy anh chị em. Hãy cùng nhau để mà biến đổi cộng đồng này và ảnh hưởng cộng đồng này cho Chúa Giêsu, để rồi danh Chúa được vinh hiển. Amen.